Hello, Sưu Tầm TV xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Sưu Tầm TV về Bình Định nha các bạn. Đó, Sưu Tầm TV dẫn vô các bạn quán cà phê này. Địa điểm quán cà phê này nằm ở Tăng Bạc Hổ này, Lê Thánh Tông nha các bạn. Ngay góc Tăng Bạc Hổ, Lê Thánh Tông. Quán cà phê thấy đẹp không? Cây cối xinh um tùm luôn các bạn. Nó có tên là cà phê Green nha các bạn. Coffee Green. Đó. Quá đẹp không? Chù, dạ. Yeah.
Đó các bạn, cái hồ cá này là nó đi vòng tròn của quán luôn á.